trị nhân bản và bảo vệ chân lý. Quý khách hãy thử sức mình vượt qua công viên pháp thuật Harry Potter để trải nghiệm cuộc thử thách phiêu lưu và kỳ lạ. Tài năng và tính cách, lòng can đảm, hào nhiệt, dũng cảm đó sẽ giúp các bạn trở thành Harry Potter thực sự, chiến thắng và vĩ đại. Xin mời các bạn hãy tham quan công viên pháp thuật Harry Potter. Chúc các bạn có một cuộc hành trình thành công tuyệt vời. Vô đi, vô đi. Thank you.
No. Điểm danh lại còn thiếu ai không? Anh quay hết hả? Đi dài hay là ở giống là 12 tầng nhân ngộ? Đi dài thôi. Em chỉ tới một cái là lúc đó anh Bình đi tới nổ pháo cái đùng cái chạy. Mày phải là để trước đi mà. Cái con cuối nó chơi những cái con ma chơi đè đâu. Cái ở trong cái sỏi là người thiều đúng không?